Quý vị thân mến, trong cuộc xâm lược Việt Nam, với mục đích thế thuận lợi trước mỗi cuộc tấn công cả trên chiến trường và trên bàn đàm phán, Mỹ Ngụy đã sử dụng nhiều thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo những người từng hoạt động cách mạng làm nội gián cho chúng. Nhiều kẻ hèn nhát và trở thành tay sai, nhận nhiệm vụ tham gia phá hoại cách mạng của chúng. Có nhiều nhân vật được chúng đặc biệt coi trọng và sử dụng như một công cụ khai thác thông tin hữu hiệu. Cuộc truy đuổi đầu mối tình báo số 1 của địch tại miền Nam Việt Nam, lật mặt bí số X92. Đồng chí Viễn Chi, tên thật là Trần Xuân Viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, trong 22 năm, theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn, năm 1975, ông đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an vào Nam nắm tình hình, chỉ đạo công tác an ninh vùng mới giải phóng. Bài viết được trích từ hồi ký 55 năm một chặng đường của ông, đã được nhà xuất bản Công an Nhân dân in thành sách với nhan đề Thầm lặng nơi chiến trường, nói về những chiến công thầm lặng của lực lượng công an, tầm nhìn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an trong xử lý các vấn đề an ninh quốc gia phức tạp sau ngày giải phóng. Trong đoạn trích này có đoạn: Ngày 30 tháng 4 năm 1975, các quân đoàn 1, 2, 3, 4 và binh đoàn 232 từ các nơi rầm rộ tiến vào Sài Gòn. Đoàn xe chúng tôi tiến thẳng vào Tổng nha Cảnh sát. Thông qua báo cáo của các địa phương, tôi đã nắm được tình hình an ninh đầy phức tạp một cách tổng quát. Qua khai thác một tên tình báo Mỹ bị bắt, ta được biết một số tên nội gián đã chui vào hàng ngũ của ta, trong đó có một tên đã hoạt động được hơn 10 năm, mang tên trùng với hai đồng chí thường vụ và tỉnh ủy Tây Ninh. Y đã cung cấp nhiều tin tức rất quan trọng cho địch. Tây Ninh là căn cứ trung ương cục, nên mọi tin tức quan trọng về quân sự chính trị của ta, y đều biết và cung cấp cho CIA. Những tin tức này đã được Lầu Năm Góc rất chú ý. Chúng coi y là một tên tình báo số 1. Y có trí nhớ rất tốt, chỉ cần đọc một lượt những chỉ thị, nghị quyết của ta là y có thể chép lại hầu như nguyên văn. Tình báo Mỹ trước khi rút khỏi Việt Nam đã cài y ở lại. Y giao hẹn là tất cả hồ sơ, báo cáo của y gửi cho cảnh sát và CIA đều phải đốt hết để không còn tung tích. Nhưng Mỹ đã rút về nước, công an cảnh sát Ngụy thì mất hết tinh thần, không còn bụng dạ nào mà đốt hồ sơ của y nữa. Cảnh sát trưởng Ngụy ở Tây Ninh lúc đó là tên Nguyễn Tấn Danh đã trực tiếp nắm y. Chúng tôi đã bắt tên Nguyễn Tấn Danh. Tên này khai báo đầy đủ quá trình sử dụng và bàn giao Võ Văn Ba cho tình báo Mỹ. Qua khai thác Nguyễn Tấn Danh, chúng tôi biết đồng chí thường vụ tỉnh ủy bị bắt là oan. Ký tên trong bản báo cáo có tên Nguyễn Văn Ba là tên giả mạo. Nguy hiểm hơn, trong thường vụ tỉnh ủy có hai đồng chí tên là Ba. Chúng tôi tìm hồ sơ trong Tổng nha Cảnh sát Ngụy và nắm được toàn bộ hồ sơ của y do chính tay y viết. Đồng chí Tô Quyền, cán bộ miền Bắc chi viện cho miền Nam, trưởng ban an ninh Tây Ninh đã báo cáo cụ thể với tôi. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, nghiên cứu hồ sơ của Võ Văn Ba với Ti công an Ngụy và Tổng nha Cảnh sát, tôi đã báo cáo Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn bàn cách bắt Võ Văn Ba để khai thác, đồng thời can thiệp với tỉnh ủy Tây Ninh để minh oan cho hai đồng chí. Nhưng vì tình tiết sự việc phức tạp nên sau một thời gian dài mới minh oan được cho hai đồng chí đó. Vụ Võ Văn Ba là vụ nội gián quan trọng. Y đã chui sâu, leo cao vào nội bộ của ta. Trong 10 năm, Y đã thu thập rất nhiều tin tức quan trọng cho địch, nhưng vì ta có nhiều tin tức và bút tích của Y còn lưu lại trong hồ sơ cảnh sát, cộng với lời khai của Nguyễn Tấn Danh, người trực tiếp phụ trách Y, nên việc kết tội Y không khó khăn. Công an Tây Ninh bắt tên gián điệp Võ Văn Ba, đưa về trại giam của Tổng nha Cảnh sát Ngụy cũ. Sau khi đến nhà anh Trần Quốc Hoàn báo cáo kết quả khai thác, anh Hoàn chỉ thị cho tôi bàn giao tên này cho An ninh Trung ương Cục. Trong giờ tập thể dục buổi sáng của anh em, Võ Văn Ba đã dùng dây quần thắt cổ tự tử. Được tin này, tôi rất sửng sốt và ân hận vì đã không bàn giao kỹ cho anh em. Đối với những tên nội gián nguy hiểm, sau khi bị bắt, biện pháp cuối cùng của chúng là kết liễu đời mình. Bọn chúng như con rắn độc, khi đã chui vào nội bộ của ta thì tìm mọi cách cắn chết bất cứ người nào để bảo vệ tính mạng của mình. Võ Văn Ba khai tên giả trùng với tên của hai đồng chí thường vụ tỉnh ủy Tây Ninh với mục đích chuốc tội cho hai đồng chí này, khiến hai đồng chí bị bắt oan. Nếu ta không sớm tìm ra bộ mặt thật của y, không biết số phận của hai đồng chí này ra sao. Sau giải phóng miền Nam, một cơ sở tình báo của tôi ở nước ngoài báo, một cán bộ công an hoạt động hợp pháp ở Hồng Kông đã bị CIA mua chuộc. Nghe tin này, tôi giật mình vì ở Hồng Kông tôi có một cán bộ tên là Thận, đã ở đó 2-3 năm trước. Trước đó, anh ta đã ở Campuchia, Algeria và một số nước khác. Xem báo cáo của anh ta, thấy không có điểm gì đáng quan trọng.
Lúc đó tôi đã nhắc cục nghiệp vụ tìm người thay anh ta. Nhưng nay, được tin này, tôi càng nghi ngờ và điện cho đồng chí Phạm Mai là cục phó tìm cách gọi anh ta về nước báo cáo tình hình. Nhận chỉ thị mới. Sau đó một tuần, anh ta từ Hồng Kông về Hà Nội. Tôi báo cáo anh Hoàn rồi đáp máy bay về ngay Hà Nội. Sau vài ngày nghỉ ngơi, tôi cho mời Thận đến báo cáo. Khi hỏi về mối quan hệ gần đây nhất của anh ta loanh quanh với nhiều đầu mối không quan trọng, cố tình che giấu quan hệ với CIA ở Hồng Kông. Khi đưa ra những tài liệu chứng cứ cụ thể, nhưng anh ta vẫn cố tình giấu giếm. Nhưng thấy thái độ cương quyết của tôi, anh ta đã phải thú nhận. Anh ta đã kể về một đầu mối nữ Việt Nam tên là Đỗ Thị Tính ở Hồng Kông, trước ở Campuchia. Thận khai. Một hôm đi làm về, tôi thấy một người phụ nữ Việt Nam khoảng 35 tuổi nhưng còn trẻ đẹp, chào tôi bằng tiếng Việt. Hình như cô ta đã đợi tôi từ trước. Gặp đồng hương ở nước ngoài, trong lúc đời sống cô quạnh tôi rất mừng. Lúc đó chị ta nói với tôi. Em thuê một căn phòng gần chỗ làm việc của anh, lúc nào rỗi mời anh sang chơi, em sống một mình. Lúc đó gần đến Tết âm lịch, cán bộ cơ quan đều về nước ăn Tết, còn tôi phải ở lại trực. Chị ta đem bánh chưng, rượu và giò đến. Tôi nhận và cảm ơn chị ta. Sau đó, tôi sang nhà chị ta chơi. Ngôi nhà trang hoàng rực rỡ, chị ta ăn mặc diêm dúa, khoác một chiếc áo voan mỏng và rót rượu mời tôi. Do bản chất hiếu sắc lại xa vợ lâu ngày, nên sau mấy chén rượu ngà ngà, tôi ngả vào lòng chị ta. Từ đó bắt đầu mối quan hệ giữa hai chúng tôi mà tôi cho là không ai biết. Một hôm chị ta nói với tôi, có người bạn buôn bán với chị ta muốn gặp tôi bàn chuyện làm ăn, tôi nhận lời. Khi gặp nhau, giới thiệu chào hỏi xong, anh ta tự giới thiệu là người của CIA, đưa ra những bức ảnh khỏa thân của chúng tôi và nói, đây là nghề nghiệp của tôi, mong anh thông cảm. Tôi được biết chính phủ của các anh rất nghiêm, không thể tha thứ cho một cán bộ ra nước ngoài công tác lại chơi bời trác táng như thế này. Hắn cho tôi hai điều kiện. Một là hàng tháng phải báo cáo tình hình cơ quan, những chủ trương của chính phủ cho hắn thì sẽ được tiếp tục sống như trước. Nếu không thì hắn sẽ gửi tất cả những bức ảnh này cho công an Việt Nam. Giữa lúc hoang mang, tôi nhận được điện của bộ gọi về nước để báo cáo tình hình và nhận nhiệm vụ mới. Tôi nói với Thận, nếu tôi giao cho anh nhiệm vụ gọi Tính về nước thì anh có làm được không? Anh trả lời, tôi có thể làm được. Sau đó anh ta dùng điện tín gọi Thị Tính về nước. Tôi bố trí cho chị ta ở khách sạn Thắng Lợi và cử một nữ cán bộ giả làm tiếp viên của khách sạn phục vụ chị ta để có thể tiếp cận thường xuyên. Tôi cũng tạo điều kiện cho Thận gặp chị Tính dưới sự theo dõi của ta. Tôi báo cáo anh Trần Quốc Hoàn tất cả tình hình vụ án, kèm theo những nhận xét của tôi về đề nghị cho chị ta và Nam nhận diện những tên CIA địch cài lại ở Hồng Kông mà chị ta biết. Nếu có điều kiện thì tìm một ngôi nhà trang bị tiện nghi đầy đủ để làm một khách sạn nhỏ, giao cho chị ta đón khách ở Hồng Kông dưới sự theo dõi của ta. Riêng đối với Thận, bị giam rồi đuổi ra khỏi ngành. Quay trở lại với tên gián điệp Võ Văn Ba với bí danh là X-92. Cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA đã đánh giá X-92 là một đầu mối tình báo số 1 ở miền Nam Việt Nam, là nguồn nước không bao giờ cạn. Lần dở những tư liệu từng được công bố rộng rãi trên báo Công an Nhân dân Online có phần nói về rất rõ thân thế và quãng thời gian hoạt động của tên X-92 này như sau. Sinh năm 1923 tại Kiến Tường, Long An, X-92 từng là du kích xã, nhưng y đã bỏ hoạt động đi làm ăn từ Mộc Hóa, Kiến Tường lên chợ Long Hoa, Tây Ninh. Tháng 2 năm 1960, X-92 cộng tác với trưởng chi cảnh sát quốc gia, quận Phú Khương, Nguyễn Văn Yên. Tới tháng 12 năm 62, X-92 chuyển sang cộng tác với Nguyễn Văn Phước, tức Nam Giáng, cảnh sát Tây Ninh. Hoạt động tích cực và những thông tin giá trị X-92 cung cấp đã giúp y lọt vào tầm quan sát của cơ quan tình báo Mỹ ngụy. Chúng tiến hành nghiên cứu về X-92 và từng bước sử dụng vào hoạt động chống phá cách mạng. Tháng 4 năm 1963, X-92 đã chính thức vào ngành cảnh sát sau thủ tục tuyển dụng của Ti cảnh sát Tây Ninh, hoạt động dưới hình thức nhân viên ngoại vi do Nguyễn Tấn Danh, trưởng công tác F đặc biệt của cảnh sát đặc biệt Tây Ninh điều khiển. Để tạo điều kiện cho X-92 lách sâu vào hàng ngũ cách mạng, chúng đã điều X-92 đến cư trú tại chân núi Bà Đen, là địa bàn mà cán bộ cách mạng thường vận động xây dựng cơ sở. X-92 được chỉ thị của địch giả làm người dân phát nương, làm rẫy, chờ cơ hội để kết nối với cách mạng. Giữa năm 1963, X-92 báo cáo đã thành công đứng trong hàng ngũ cách mạng được trở lại sinh hoạt đảng. Cảnh sát đặc biệt Tây Ninh quyết định vạch kế hoạch để X-92 ngày càng có cơ hội lấn sâu trong tổ chức cách mạng. X-92 hoạt động tích cực và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của cách mạng giao phó, khiến tổ chức ngày càng tin tưởng giao công việc quan trọng cho y.
Do đơn vị cơ sở mất cảnh giác, không phát hiện được hành vi chống phá cách mạng của X-92 mà còn tín nhiệm cử y làm bí thư chi bộ vào cuối năm 1965. Lợi dụng thời cơ hiếm có, cảnh sát đặc biệt và CIA cùng phối hợp chỉ đạo mọi hoạt động của X-92. Chúng lần lượt lập các kế hoạch thu đông 1966, bảo quốc 1968, sao mai 1970 nhằm đưa nội gián X-92 chui sâu hơn nữa vào cơ quan lãnh đạo của cách mạng ở một huyện điểm của tỉnh Tây Ninh. X-92 còn được đặt những bí danh khác nhau như Nguyễn Tị 10, Lê Văn 10, Chí Hùng, Nam Huỳnh với các bí số A1, X1, X33, X69, X92 để tuyệt đối giữ bí mật đầu mối nội gián có tầm chiến lược này. Ngày Nguyễn Tấn Danh, sĩ quan điều khiển X-92 cũng được chúng đặt cho các bí danh như Dũ, Chí Công với các bí số F45, F72 để mọi hoạt động được tuyệt đối an toàn. Toàn bộ giấy tờ điều hành các kế hoạch với đầu mối X-92 cũng được chúng bảo mật nghiêm ngặt và cẩn thận. Bởi những âm mưu táo tợn và hoạt động nguy hiểm, đầu mối nội gián X-92 đã xây dựng một vỏ bọc rất an toàn và cố gắng tạo sự tín nhiệm, thiện cảm với cách mạng. Cuối năm 1968, X-92 được cử làm huyện ủy viên dự khuyết và 2 năm sau đó đã trở thành huyện ủy viên chính thức, huyện ủy Hòa Thành. Nhờ công việc công tác mới quan trọng, CIA và cảnh sát đặc biệt càng quan tâm đầu mối gián điệp chiến lược này. Chúng đã thiết lập một hệ thống giao liên hết sức chặt chẽ để liên lạc từ X-92 đến Nguyễn Tấn Danh và trực tiếp tới CIA, cảnh sát đặc biệt. Ban đầu, các cuộc chuyển giao tài liệu tin tức được thực hiện đơn giản tại nhà riêng. Sau đó, để hoạt động được bí mật, chúng đã thay đổi phương thức liên lạc. Chúng bố trí cho 2 liên lạc viên thực hiện trao chuyển đổi cặp cho nhau trên một chiếc xe lôi Honda do CIA và cảnh sát đặc biệt trang bị, hoạt động dưới hình thức xe vận chuyển thông thường. Xe do người của chúng trực tiếp điều khiển và chạy theo một lộ trình được quy định sẵn. Mọi quy trình đều được thực hiện theo mật hiệu và thời gian quy định. Từ năm 1972, chúng tiếp tục xây dựng kế hoạch liên lạc đặc biệt giữa X-92 và Danh thông qua 2 địa điểm là tại cây xăng Bà Tư Thanh và tại ngã tư Phú Nhuận. Chúng trang bị cho mỗi tên một máy bộ đàm có khả năng mã hóa tự động từ lời nói ra tín hiệu và ngược lại. Việc đi lại tiếp xúc tại một trong 2 địa điểm và ngày giờ liên lạc đều được chúng quy định cụ thể rõ ràng. Ngoài ra, CIA và cảnh sát đặc biệt còn xây dựng nhiều hộp thư bí mật dưới các hình thức ngụy trang khác nhau để tạo điều kiện liên lạc giữa sĩ quan điều khiển với tình báo viên ở Tây Ninh, Sài Gòn và Biên Hòa. Tại những hộp thư này, CIA và cảnh sát đặc biệt thường xuyên khai thác thông tin từ gián điệp và chỉ đạo hoạt động. X-92 đã cung cấp nhiều tài liệu về đường lối, chủ trương của ta. Đặc biệt, thông tin quan trọng mà hắn cung cấp cho phía Mỹ ngụy là những đầu mối cơ sở, danh sách đảng viên mà y trực tiếp phụ trách trong nội ô tòa thánh, những cán bộ tỉnh ủy, huyện ủy, vai trò và địa bàn hoạt động của từng người. Cuối năm 1972, Trung ương Đảng chuyển dự thảo các điều kiện ký Hiệp định Paris để tham khảo ý kiến của các đồng chí từ tỉnh ủy trở lên và bí thư huyện ủy trọng điểm. Tên gián điệp nguy hiểm này cũng thuộc trong số những người nhận được thông tin giá trị đó. Hắn đã báo cáo ngay cho địch ngay khi nhận được tài liệu, giúp chúng có chủ trương đối phó, gây khó khăn cho ta trong đàm phán và bố trí lực lượng. Do những tin tức mà X-92 cung cấp nên CIA đánh giá đầu mối nội gián này là đầu mối số 1 tình báo ở Việt Nam, một nguồn nước không bao giờ cạn. Sự chuyên nghiệp trong hoạt động gián điệp đã giúp X-92 được nhiều cơ quan tình báo địch ở miền Nam săn đón. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, âm mưu sử dụng X-92 hoạt động nội gián trong kế hoạch hậu chiến của địch được đặc biệt quan tâm và tập trung triển khai một cách khẩn trương, gấp rút hơn. Ngoài việc CIA mạnh dạn đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng văn phòng riêng chỉ nhằm mục đích bảo mật tài liệu của X-92, chúng còn xây dựng các kế hoạch chi tiết để đảm bảo bí mật cho X-92 tiếp tục hoạt động nội gián khi Mỹ ngụy thất bại ở Tây Ninh cũng như toàn miền Nam. Trong thời gian cuối của cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, trước khi thế tấn công của quân và dân ta tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, X-92 tiếp tục thu thập tin tức và đã cung cấp cho địch nhiều tài liệu quan trọng về các chủ trương đấu tranh của ta. Trước khi thế tấn công mạnh mẽ, quyết liệt của quân và dân ta, mặc dù nắm được những tài liệu rất quan trọng và thông tin bí mật, nhưng Mỹ ngụy cũng không cứu vãn được tình thế. Ngày 12 tháng 3 năm 1975, ta giải phóng Buôn Ma Thuột, bắt giữ được James Lewis, chỉ huy CIA ở Tây Nguyên, và Nguyễn Sĩ Phong hay Nguyễn Văn Phong, CIA đội lốt thông dịch viên Mỹ. Theo thông tin ta thu thập được từ lời khai của địch, chúng cho biết CIA và cảnh sát đặc biệt Tây Ninh đã sắp xếp một tình báo viên tên là Võ Văn Ba, tức X-92 vào nội bộ của ta.
Mặc dù tình hình chiến sự phức tạp, lực lượng an ninh vẫn triển khai gấp kế hoạch ra soát nội gián, tập trung vào khu vực mà Phong đã khai báo, đặc biệt là địa bàn huyện Hòa Thành. Sau những tổn thất nặng nề mà quân ta gây cho địch, trong tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 68, CAA và Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Ngụy đã phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch hậu chiến về hoạt động tình báo ở Việt Nam. Theo kế hoạch này, chúng sử dụng những cán bộ, bộ đội của ta bị bắt hoặc những phần tử đầu hàng, phản bội, dùng đủ mọi thủ đoạn để mua chuộc, khống chế, đưa trở lại hàng ngũ cách mạng để hoạt động nội gián. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân và dân ta giải phóng miền Nam, ta bắt được Phan Tấn Ngưu, thiếu tá, trưởng ép đặc biệt Tây Nguyên. Mặc dù có nhiều xảo quyệt tinh vi và đã được tạo vỏ bọc chắc chắn, nhưng qua lời khai của Ngưu và đồng bọn, kết hợp với khai thác tài liệu thu được, lực lượng an ninh miền Nam đã làm rõ toàn bộ quá trình hoạt động nội gián của X-92 và bắt giữ tên tình báo nguy hiểm này. Ngay sau ngày giải phóng miền Nam, ngành công an đã có kế hoạch truy lùng và tiêu diệt mạng lưới nội gián của địch cài lại vào nội bộ của ta, hoạt động nhằm bảo vệ trong sạch nội bộ của Đảng, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang. Ngày 12 tháng 7 năm 1975, qua đơn tố giác của người dân, kết hợp với việc khai thác tài liệu do chế độ cũ để lại, công an Bình Định phát hiện vụ nội gián trong kế hoạch Hải Triều của cảnh sát đặc biệt Ngụy đánh vào thị ủy Quy Nhơn do tên Võ Tám cầm đầu. Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Võ Tám sinh năm 1921 tại Hoài Nhơn, Bình Định, từng tham gia du kích thôn và bị địch bắt. Sau khi ra tù, qua giới thiệu của người cháu gọi Võ Tám bằng cậu ruột là du kích thoát ly, Võ Tám được cán bộ công đoàn giải phóng móc nối tuyển chọn làm cơ sở nội tuyến hoạt động tại thị xã Quy Nhơn. Võ Tám bị địch phát hiện và bí mật giám sát, theo dõi, sắp xếp thực hiện kế hoạch tình báo của chúng. Đầu năm 1970, sau khi dự lớp huấn luyện ngắn hạn của ta tổ chức từ chiến khu trở về, Võ Tám bị cảnh sát Ngụy ở Bình Định bắt giữ bí mật, đe dọa và mua chuộc, khống chế, và y đã hèn nhát hoạt động cho chúng. Cảnh sát quốc gia Bình Định thiết lập kế hoạch nội gián mang mật danh Kế hoạch Hải Triều, đưa Võ Tám mang bí số X6 trở lại hàng ngũ cách mạng, thâm nhập vào thị ủy Quy Nhơn để thu thập tin tức và giúp chúng đánh phá cơ sở cách mạng. Kế hoạch Hải Triều được bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 1970, lợi dụng chủ trương của cách mạng phát triển cơ sở nội tuyến, Cảnh sát quốc gia Bình Định giao cho Võ Tám nhiệm vụ xây dựng cơ sở vào số người do chúng giới thiệu, tạo thành nhóm nội gián hoạt động cho địch. Chúng đã xây dựng nhóm nội gián với các tên Nguyễn Đức Bé, bí số X11, Trần Mùi, bí số X7, Phạm Minh Nhậm, bí số X9 và hai người con của Võ Tám là Võ Thị Quán, bí số X8 và Võ Ngọc Tránh, bí số X10. Nhờ sự chỉ đạo chặt chẽ của cơ quan tình báo Ngụy và sự giúp đỡ của CIA, Võ Tám đã tạo được sự tin tưởng với cách mạng và được kết nạp vào Đảng. Trong quá trình hoạt động nội gián cho địch, đến khi bị lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam phát hiện, bắt giữ, Võ Tám đã báo cho địch 200 tin tức quan trọng, chỉ điểm cho địch bắt nhiều cán bộ cách mạng hoạt động tại nội thị Quy Nhơn, trong đó có một tỉnh ủy viên Bình Định, và vỡ 4 tổ chức cách mạng. Hoạt động gián điệp đê hèn của Võ Tám đã được cố vấn CIA David Morales đánh giá. Đây là kế hoạch mạnh nhất vùng hai chiến thuật. Sau khi rút chạy, đế quốc Mỹ vẫn chưa từ bỏ âm mưu trở lại Việt Nam. Chúng sử dụng bọn tay sai trong số phản động, lợi dụng tôn giáo để kích động đồng bào chống đối cách mạng, nhưng sau cũng bị thất bại. Ở vùng Tây Nguyên, tình báo Mỹ nắm được một số người cầm đầu trong dân tộc ít người. Sau, chúng tái lập lại tổ chức Phun Rô. Nhiều vụ án bạo loạn với âm mưu lật đổ chính quyền đã nổ ra ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam, nhưng đều bị lực lượng quần chúng tố giác và đập tan. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, Ban An ninh Trung ương Cục đã huy động hơn 13.000 cán bộ chiến sĩ tham gia tiến công địch trên nhiều hướng, nhiều mũi, đánh thẳng vào các căn cứ xào huyệt của địch, tổ chức công tác tuyên truyền, phát động quần chúng nổi dậy, trừng trị, xử lý các đối tượng gián điệp, tình báo, chiêu hồi, đầu sỏ ác ôn, chiếm lĩnh các mục tiêu được phân công, truy kích số đối tượng phản cách mạng lẩn trốn, tiếp quản, thu hồi, bảo vệ tuyệt đối an toàn hồ sơ, tài liệu, phương tiện của địch, giải thoát các đồng chí cán bộ cách mạng bị địch bắt, giam cầm. Lực lượng an ninh Sài Gòn Gia Định nhanh chóng áp sát, chiếm lĩnh trụ sở, thu giữ toàn bộ tài liệu của các cơ quan đầu não của địch. Các cơ sở của an ninh T4 nhanh chóng có mặt tại phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn, chủ động tiếp cận, thuyết phục Tổng thống Dương Văn Minh, kêu gọi binh lính ngừng bắn, bàn giao chính quyền cho cách mạng, góp phần hạn chế một cuộc giao tranh khốc liệt trong thành phố và tránh sự đổ máu không cần thiết. Quý vị thân mến, trong cuộc chiến đấu ác liệt này, hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đã hy sinh anh dũng. Gần 5.000 đồng chí đã hy sinh một phần xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc,
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ an ninh miền Nam bị địch bắt, tù đầy tra tấn dã man trong các nhà tù, trại giam của địch, hoặc bị nhiễm chất độc màu da cam. Hàng vạn cơ sở quần chúng cách mạng đã thầm lặng đóng góp, cống hiến, hy sinh trên khắp các chiến trường và miền Bắc hậu phương lớn, góp phần to lớn đối với sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.